Đăng Ký xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tranh Tài Đoán Ý. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Thưa quý vị, đây là chương trình game show giải trí lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Qua những cái vòng thi của chương trình thì chúng ta cũng sẽ thấy một điều rằng là tiếng Việt vô cùng phong phú. Và bên cạnh đó, đây là một cái sân chơi dành cho những người bạn, những người có thể hiểu nhau, những người gọi là tâm đầu ý hợp, để xem coi cái sự ăn ý đó nó đến như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai đội chơi. Xin được giới thiệu với quý vị đội Sống và đội Đời. Nghe là mình tràn ra với cái tâm thế là những nghệ sĩ trẻ, hay là mình đi lựa hàng buôn bán, hay là giành giật nhau, cái gì mà ồn quá vậy? Trời ơi, dạ, vui quá anh. Vui quá anh, mừng á anh. Dạ, gặp em bị ngỡ ngàng, em tưởng lạc vô chợ đầu mối không á. Bây giờ nè, đó làm quen nhau. Ồ, tuần ra đây có ai xa lạ đâu mà quen. Dạ. Quen quá đi chứ. Nhưng mà liệu rằng mình có nhắm là mình hiểu được ý của bạn mình không? Và nếu hiểu, hiểu được tầm khoảng bao nhiêu? Dạ, những người thân quen ở đây đó, đều là những người thân thương của em. Nói về độ hiểu thì thật sự em không hiểu mọi người. Em quen chưa? Dạ. Là quen chưa? Tại vì mọi người có nhiều cái mà mánh khóe riêng biệt á anh. Mọi người tạo cho em nhiều cái bất ngờ lắm. Được nhất là chị Gia Linh nè. Là sao? Tại sao có những mánh khóe gì ở đây hả? Mình không có đoán được nhau. Tại đúng, vì cuộc đời của mình muôn màu muôn vẻ quá. Đúng rồi. Thôi nhờ chương trình Tranh Tài Đoán Ý để mình thử coi, để coi ngày hôm nay mình hiểu nhau tới cỡ nào á. Với lại ông bà mình có câu mà. Câu gì? Dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Là con số 10. Dạ. Sáu tư, chương trình đang vui cái tự nhiên qua miệng năm chàng nó thành tiêu cực liền. Không phải, tại vì tranh tài đoán ý mà. Phải đoán thôi. Đúng, phải đoán ý, phải hiểu nhau. Cứ nghĩ là hiểu, nhưng mà chưa chắc hiểu à. Dạ, dạ đúng rồi. Ủa, nhà mình bên đây lấy tên là Sống hả? Dạ đúng rồi. Tại sao lại chọn cái tên này? Tại vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, để làm gì? Tấm lòng làm gì? Tấm lòng làm gì? Để làm gì? Em biết không? Để gì, để gì, để gì? Để gió cuốn đi. Trời ơi, cuốn đi dữ rồi đó, cái giọng cái lạc. Nghe tới cái câu này là thấy thua rồi đó. Nhóm em cũng có một bài hát á anh. Bài gì liên quan tới chữ đời? Dạ, liên quan chữ đời. Đừng hát đời tôi cô đơn nghe. Trời ơi, bài của tụi em không có tiêu cực vậy đâu nha. Hát đi mấy bạn. Bài gì? Dạ. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Ông Quang đi đang thi, đi thi mà hát bài này rồi sao biết trước ra sao, rồi sao thi? Đi thi mà tới đây một bên để gió cuốn đi. Rồi đời ai biết trước sẽ ra sao. Rồi bữa nay chắc tôi là người thắng cuộc á. Sống và đời. Ngày hôm nay các bạn sẽ có 3 phần thi tài cùng với nhau nha. Mời các bạn về chỗ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Lắng Nghe Hiểu Ý. Vòng 1, Lắng Nghe Hiểu Ý. Mỗi đội một lượt chơi gồm 10 từ khóa một lượt. Các thành viên chia thành 4 vị trí có vách ngăn và đeo tai nghe mở nhạc. Sau đó, các thành viên lần lượt truyền từ khóa đến thành viên cuối cùng ghi lên bảng. Thời gian 5 phút một đội. Mỗi từ khóa đoán đúng sẽ nhận được 500.000 đồng. Tổng giải thưởng vòng 1, 5 triệu đồng. Trong khoảng thời gian 5 phút, giờ đội nào muốn thi trước nè? Ưu tiên cho phụ nữ, lady first. Để bên đây thi trước hả? Ủa sao mà tự nhiên em lanh vậy? Thôi đường đi. Tình làng nghĩa xóm, tình đồng nghiệp, nhường cho nhau đi. Cái đội thi sao bao giờ cũng sẽ có kinh nghiệm. Kinh nghiệm đúng không? Rút kinh nghiệm. Còn mấy giờ nè, công bằng. Hai người đứng gần nhất quay qua. Đó, quýnh lộn đi. À không. Quánh tù xì. Quánh tù xì đi. Chứ bên này kiên kêu nhường là bên nhà chịu hả? Đâu có đơn giản vậy. 1, 2, 3. Ba. Đó. Đó, chơi đi. Không. Thắng quyết định mà, thắng quyết định. Thì thắng quyết định đó. Đâu có đâu. Đâu nãy. Thắng là thi trước, thắng là thi trước. Ủa. Ủa. Đội đời, các bạn sẽ thi trước. Yeah. Yeah. Yeah.
Em cho Thỏ thăm cái. Dạ. Linh né, Linh né, né, né. Linh ghi trên bảng sẵn từ số 1 đến số 10. Tức là Linh nghĩ bụng là nó sẽ đoán được đủ cả 10 câu luôn hả? Chắc chỉ có niềm tin vậy đó anh. Còn em? Em thì em đâu có đoán được, em đọc mà. Em đọc nhưng em mà đọc. Làm sao cho cái người kế bên em là Bảo hiểu cũng là một vấn đề nha. Yên tâm, Bảo rất hiểu ý em. Hiểu ý đúng không? Dạ. Cho hỏi nhẹ đội nhà mình. Dạ. Đội sống. Đoán thử xem bên đây được mấy câu. Dạ một à. Ồ, là một đống hả? Theo em được biết thì ở ngoài đời anh Lâm Thắng rất là đớt. Ủa mà sao kỳ vậy? Bên đó chọn anh Thắng là người đọc đưa ra cái từ đó là em thấy một sự lựa chọn đúng đắn rồi anh. Bị đớt mà đứng hàng đầu. Anh ghê. Đớt đớt đứng đầu. Rồi cố gắng nha. Được. Đây. Chuẩn bị 3, 2, 1. Thời gian dành cho các em. Gọi gà. Gọi á, gọi á, gọi gọi gọi. Gà 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 gà. Ồ ồ. Gà gà gà. Con gà. À, gọi 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 gọi. Đầu tiên gọi. Gọi. Gọi 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 gà. Gọi gọi gà. À, gọi gà. À, à, hoa phượng á. Hoa hoa. Cái bông hoa. Gọi gà hoa phượng. Ồ à, hay gì ta. Gọi. Gọi. Gọi gọi. À gà. Ồ. Gọi à. Gọi gà. con trai mà điệu bà thôi bà thôi bà. Con trai mà tóc dài bà con trai mà ok 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 bán bánh mì à, bánh mì bán bánh mì con bánh... trai bà bán bánh mì à, à, con trai chỉ vô anh Lâm Thắng nè con trai bà con trai bà bà con trai bà bán bánh mì nghe rồi con trai bà bà nha nha bánh mì con trai bà bán bánh mì đúng rồi đúng rồi đúng rồi rõ 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 nhà chó rõ nhà chó ba la nha ba la nha không diễn tả được không biết ba la nha ba nhà chó ba 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 ơi ba 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 chó ba la 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 cái gì chó cái gì kỳ vậy ba la ba la ở nhà trọ ba la ba đuổi ra khỏi nhà ba la ba la nha trời ơi nhà trọ ba la nha nha nhà rồi mới nha mới nha ba la 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 nha nha nữa sáu chữ sáu chữ à mời 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 lời 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 đừng 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 đến đừng yêu đến 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 đừng đến mời lời thôi đừng đến nha à rồi hay quá mời lời rồi đừng đừng đến nha trời ơi cái gì mà quá trời mời lời đừng tới tới hay đó không biết nữa dạ khó là mình ờ Tiến ơi chút nữa em vị trí này sao em Tiến máy bay trực thăng chở khách chở máy bay chở chở khách khách chở khách ờ một trăm chiếc một trăm chiếc mỗi chiếc mỗi chiếc mỗi chiếc đúng một trăm khách mỗi chiếc một trăm khách đúng rồi đúng rồi đúng rồi mỗi chiếc đúng rồi luôn nhà nhỏ ba lá là cái gì ta máy bay máy bay chở khách 100 chiếc 100 người hay 100 chiếc? 1 chiếc chở 1 khách 100 chiếc 100 chiếc 100 chiếc 1 chiếc 1 chiếc chở 1 khách chở 100 chiếc chơi mặt không tiếng đó nhẹ máy bay 100 chiếc 1 500 chiếc 9 chiếc 100 chiếc một chiếc chở một khách mãi bên nhau bạn nhé mãi yêu anh em bạn bè mãi cùng nhau rồi mãi bên nhau bạn nhé bạn nhé hai chữ nữa bạn nhé bạn nhé ok chưa kịp câu kia bỏ qua câu mãi máy bay một năm trước hả cô giáo mà lên giống cô giáo quá à coi đây đây ê mãi bên nhau bạn nhé bên nhau
bạn nhé. Áo mặc, mặc áo mặc sao qua áo mặc sao qua khỏi đầu hai áo mặc áo mặc hay lắm qua khỏi đó hay rồi bốn chữ bốn chữ bốn chữ nha bạn gì áo mặc sao qua khỏi đầu áo áo mặc sao qua khỏi đầu bốn chữ bốn chữ bốn ăn không dịch lộn luộc 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 hộp dịch lộn à, à, yeah. Nói đi nói đừng diễn tả hộp dịch lộn hộp dịch lộn luộc luộc hộp dịch lộn hộp dịch lộn mà luộc hộp dịch lộn luộc luộc hộp dịch lộn hộp dịch lộn mà luộc hộp dịch lộn ham bốn chữ luộc hộp dịch lộn rồi ok rồi con số bảy phụ nữ lên núi nè lên núi leo lên núi núi phụ nữ chạy đâu lên núi lên năm bốn ba lên núi hai một lên núi rồi kéo cái bảng ra đây cái trò gì đâu mà dễ tắt tiếng quá câu đầu tiên gỏi gà hoa phượng chính xác cái món đang rất là hot trend con trai bà bán bánh mì đúng luôn sâu gì đây nhà nhỏ ba la đây nhà trọ ba la nha à đúng rồi nhà trọ ba la nha em tưởng đây là tên một bộ phim truyền hình này sai ha mời lơi đừng tới cái này của người ta là mời lơi thôi đừng đến nha trời đất ơi cái câu của người ta là máy bay chở khách 100 chiếc mỗi chiếc 100 khách trời ơi đó. Mà qua tới miệng ông bảo là chuyển qua còn có 1 chiếc 1 khách hả bên nhau bạn nhé xài luôn mãi thiếu mất chữ mãi cái câu người ta là mãi bên nhau bạn nhé trời ơi hồi nãy là đó. Em ngớ áo mặc sao qua khỏi đầu chính xác hộp dịch lộn là sai luôn thiếu mất chữ luộc của ta hộp dịch lộn em phải luộc lên thì em mới ăn chứ em luộc đúng được 3 câu mỗi câu 500.000 vị chi mình có được 1.500.000 đồng bây giờ mời em về chỗ dạ thôi cũng được riêng đồ này anh có niềm tin nha dạ sao vậy anh bởi vì toàn là những cái miệng bách chiến bách thắng không à nhưng mà được cái không hiểu nhau có kìa đó đó anh vậy đó đâu tập trung nghe em nói đâu rồi đứng quẩy mình vậy đó rồi có đoán ra được những cái câu này không dạ tùy duyên hả tại vì sợ nhảy quá đó là cái não nó cũng bị văng đi chỗ này chỗ kia đó nó đâu, loạn đâu lắm có em. Não đâu mà văng anh ủa vậy luôn đó hả bị hoài sao nhà mình bên đây dự đoán với cái đội hình này thì sẽ được mấy câu dạ 2 câu không tới đâu em cho coi kìa mỗi người làm một chị kìa có ai tập trung gì đâu kìa đó đi vô đó đừng ủa này là cục phấn hả tập trung gì đâu hỏi nữa chuẩn bị bắt đầu cà phê cà phê ừ cà phê bọt bọt biển biển nước giáng cà phê cà phê cà phê bọt 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 sữa bọt nước miếng bọt bọt á bọt thế thứ hai hay quá rồi hay vậy mẹ biết mẹ buồn đó à rồi mẹ cái gì mẹ biết buồn biết rồi tại vì biết đâu che được đâu biết đâu che được gara đúng rồi hạnh phúc mẹ là mẹ đúng rồi giờ đây mà còn mẹ gara thôi hồi gara cái gì gara cái chỗ đậu xe á gara đúng rồi gara hạnh phúc đúng rồi gara đúng rồi lo bạc râu hỏi người con râu gara hạnh phúc bao la hạnh phúc bạc râu gara đúng rồi lo bạc râu rầu bạc tóc nhé yeah. Từ đầu bắt đầu là từ đầu chơi gì vậy lo bạc râu râu bạc tóc
Sao rau tôi? Rau bạc rau 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 đâu? Rau bạc rau 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 bạc rau 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 bạc rau buôn bạc ốc hoa chùm hoa chùm hoa súng 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 xum xuê chùm hoa súng xum xuê suốt suốt mùa mưa suốt mùa mưa yes yes trời ơi chà hiểu ý hay quá chà hay ơi 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 chùm 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 đó qua cái khúc này biết lo chùm hoa chùm hoa súng súng anh 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 đúng rồi chùm hoa súng súng anh 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 đúng rồi xum xuê xum xuê xum xuê chùm hoa xum xuê suốt 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 mùa mưa 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 đúng rồi đúng rồi suốt 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 chứ không phải là suốt suốt u ô tàu uốc u ô tàu uốc suốt à chính tả chùm hoa chùm xuê xuê trước suốt suốt mùa mưa 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 chùm chùm hoa đúng rồi chùm hoa chùm xuê suốt mùa mưa hoa hoa trứng hoa cưng như trứng hứng như hoa đúng chùm 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 hoa 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 chùm hoa à chùm xuê chùm xuê chùm xuê mùa mưa tiếp đi tiếp đi cưng 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 như trứng hứng hứng nâng 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 cưng như trứng nâng hứng như hoa 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 cưng nâng hoa cưng 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 như trứng cưng cưng như trứng hứng như hoa đúng cưng cưng như trứng hứng như hoa thế giới thế giới không 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 khoảng cách khoảng cách yes hay quá ơi 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 thế giới thế thế giới cưới cưới thế giới thế giới không 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 khoảng cách khoảng cách khoảng cách thế giới đúng rồi năm năm thế giới thế rằng thế rằng thế giới cái tóc thế giới á cái rằng cái tóc không là dốc con người thế giới không thế giới không ai 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 khoảng cách thế giới không khoảng cách ôi cái rằng cái rằng cái rằng cái tóc cái tóc tinh đập là dốc con người đúng rồi đúng rồi trèo lên núi rằng tóc trèo là gốc con người là gốc tóc là gốc con người trèo lên núi trèo lên núi hái hái lá lá non non lá non yes ai 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 trèo 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 lên 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 núi 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 hái 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 lá 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 non lá non lên suối hai lá non lá lá non lá non lên suối ba hai núi trèo lên núi hai lá non lá non lá non lá non sao đằng qua trò này em mới thấy được là năm chà rất là hiểu em luôn lo là hai khúc sau đây giờ mình coi coi được đúng nhiêu câu nè cà phê bọt biển chính xác nhiều quá mẹ biết mẹ buồn đó đúng luôn cái gì vậy sầu bạc râu rầu bạc tóc sai nha câu này bên đây người ta nói đúng qua tới bên em là sai đó tiếng cái câu người ta là lo bạc râu lại là lỗi của em ok câu này sai á dạ. Rồi chùm hoa sum xuê trời ơi suốt mùa mưa cái này nữa đâu anh đâu đâu đây cái đúng rồi, cái chữ súng cái câu súng cái chữ súng của người ta đâu trời sao chính tả luôn xin lỗi sai cái chữ sum xuê thiếu chữ súng luôn đấy không câu này sai tiếc kìa không có hai câu vậy đây cưng cưng như trứng hứng như hoa câu này quá quen thuộc rồi đúng không thế giới không khoảng cách đúng luôn nè đó cái gì đây lên suối hái lá non. Lá non ủa lên suối mà sao hái lá non chi em tắm suối xong lên rừng hái rồi anh ơi ta là trèo lên núi hái lá non trời ơi hồi nãy em chị em té cái nè. Câu mà cái răng cái tóc là sai rồi đâu mất tiêu cái chữ cái của người ta rồi em nói là cái răng em thấy rõ ràng luôn á thực sự trò này em nên đứng đầu trà đứng cuối chơi hai đứa thôi và như vậy là nhà mình được 4 câu đúng mang về 2 triệu đồng thắng là mình có tiền thưởng đương nhiên đúng không nhưng thua thì sao em phạt chứ còn gì nữa đây vậy để bây giờ mình coi thử có hình phạt dành cho đội bên kia là cái gì nha về chỗ nào chồng chuối đi chồng chuối đi lắm á chồng chuối em coi đi đó chưa thấy chị Trang chồng chuối
Và bây giờ sẽ là hình phạt dành cho đội thua. Mời đội đời ra đây cùng với anh. Đội đời, đời đi. Đội đời bây giờ đáng đời. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Tách rồi. Hát chi cái câu đó nó vận vào. Dạ, bây giờ nè, hình phạt thì đơn giản lắm. Anh sẽ cho các em lựa chọn, thấy không? Dạ. Hít cái gì thì anh sẽ chiều cái đó. Dạ. 2 và 5 chọn đi. Em nghĩ là chọn 5 đi, tại vì sao không? Thường ha, đúng không? Không phải, chứ đúng thường rồi. Chọn ít nhất cái là nặng ha. Nhiều khi bắt ăn, bắt uống gì đó, cái chọn 2 cái ăn 2 ký muối. Bảo cứ nói cái điều mà anh muốn nói không á. Hoặc là ăn 2 ký muối, hoặc là ăn 5 ký đường. Năm đi. Mỗi người ăn giùm anh 5 trái tắc. 5 trái tắc. 5 trái tắc. Tan than tha. Và thưa tất cả quý vị lại thấy hơn ghê. Đây là cái hình phạt dành anh ơi, em đời. Ê răng rồi anh. Nhưng mà cái hình phạt này á, thiệt ra nó dành cho tất cả những người xung quanh đang đúng nhìn rồi, luôn á. Vậy cho khán giả xem nữa anh. Đây, mỗi người một chén, giữ đi. Phần của mình á, giống như mình đi ăn tiệc kìa đó cưng. Bê à. Khi mình ăn, mình phải thể hiện một cái sự mà vui tươi, hạnh phúc. Ai mà thể hiện cái sự mà khó chịu, khó ở trong người là mình phải ăn lại. Tươi vui hớn hở nè. Tươi vui hớn hở, mời cả nhà nhập tiền. 2, 3, vô. Nhập tiền nè, cùng cái nè. Vô, chọn ngon đứa quá, ơi. Còn giúp con, còn giúp con. Ngon nha, ngon nha. Tắc này là tắc không chua nha, tắc không mỏi nha. Mấy cái tắc mà thấy chi mà mấy cái tắc đổi thành mấy cái trứng cút là ngon biết nhiêu. Trời nè. Cái đó là thưởng rồi chứ phải. Cười lên. Không được thể hiện sự khó ở. Đúng rồi. Cười lên. Thắng sao vậy em? Em muốn ăn thêm hả Thắng? Vui. Ăn cho hết 5 trái. Ôi cha ơi. Trời cái ở chua dữ à. Lần đầu tiên cha sanh mẹ đẻ được ăn 5 trái tắc. Ăn muốn quá. Mẹ em gái chị Linh ơi. Trời ơi. Mẹ em gái. Xôm gì để muối nó cho dính đậm đậm thôi. Ba ăn tắc chuyện này chắc mỗi người còn 2 trái. Ráng ăn hết nè. Linh nãy giờ ăn nghẹn ngào không nói được lời nào luôn. Chương trình cho xin ly trả đường được không? Ly trả đường. Vui quá, ngon quá. Vui không? Hạnh phúc. Ngon quá trời. Bị hát chưa? Chúc mừng các bạn. Các bạn đã có được một cái cuốn họng mới. Một cái thanh quản dịu nhẹ hơn rất nhiều so với cái phần thi hồi nãy đúng không? Dạ. Rồi, chúc mừng, vỗ tay. Trời ơi, đời quá chua chát rồi. Về chỗ, cảm ơn các em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với vòng 2 của chương trình. Thưa các bạn, chúng ta đang đến với vòng thi thứ 2. Và vòng thi này có tên là Nét vẽ hợp ý. Vòng 2, Nét vẽ hợp ý. Mỗi đội một lượt chơi, gồm 10 từ khóa là hình ảnh hoặc từ khóa. Các thành viên sẽ vẽ các hình ảnh hoặc từ khóa, làm sao để người cuối cùng đoán chính xác. Hình thức vẽ sẽ được thay đổi trong mỗi tập. Thời gian 5 phút một đội. Mỗi hình ảnh từ khóa đoán đúng sẽ được nhận 1 triệu đồng. Tổng giải thưởng vòng 2, 10 triệu đồng. À, nãy đội mình thắng phải không? Dạ. Mời đội mình thi trước. Mời Hữu Đặng bước lên thảm gai. Nó sao Đặng? Em chạy tại chỗ giùm anh chừng 15-20 giây gì coi. Chạy nữa ha. Chạy tại chỗ thử coi nó sao, có phải là thiệt là gai không? Chuẩn bị nha. Dạ. Thời gian bắt đầu. Vẽ đi. Đâu à? Đừng, không nói được, gì cả. Được, vẽ thôi. Xa ra. Nè. Đây là. Cái này. Nắm da. Không nhận ra em. Đổi chỗ cho em. Đổi chỗ cho em. Đổi chỗ cho em. Nhanh. Bô đi. Em biết vẽ cái này. Đổi chỗ đó. Yên tâm quá ta. Ủa vậy là biết vẽ không Tiến? Em muốn xem quá à. Vẽ cái gì vậy? Đó. Rồi quay qua đi. Đăng. Không nói được. Không nói, không hiện tại gì hết. Không được thì qua. Anh qua đi, anh qua đi, chú trả lại cho. Cái gì vậy? Đứng xa xa ra. Đổi lại. Hai đứa cầm. Đúng rồi. Từ từ. Đúng rồi. Từ từ. Kéo qua, đúng rồi anh. Bỏ qua lại đi, từ đó. Ly nước.
ly trà sữa. Yeah. Dễ nè. Nè, đang giảng cái gì vậy? Em đó. Không, nhiều khi bị hiểu lầm á anh ơi. Hiểu lầm không? Còn cái nữa anh ơi, khoan, từ từ. Chọt cái mặt em bây giờ. Từ từ, không có chọt đâu, yên tâm. Chà, tập trung vẽ thôi chà. Quay. Điện thoại. Cái gì? Điện thoại bàn. Tiếp. Điện thoại di động. Chính xác, điện thoại di động. Này dễ nè. Dễ nè. Đúng rồi. Ê, nè lên. Đăng. Gì? Hả? Râu. Ha. Lông. Ha. Râu bạc. Ha. Cái gì? Danh từ. Chùm râu. À. Bộ râu. Yeah. Chính xác. Giờ vẽ lại này không? Vẽ lại này đi. Dạ. Vẽ nè, mà vẽ không được nè, tức nè. Vẽ kỹ lại. Không, đây nè. Vẽ chậm lại kỹ lại là được. Cái gì vậy trời? Nè. Ôi, cái gì? Bàn chân. Chính xác. Đúng rồi. Rồi. Muốn bao nhiêu đáp án à? Đây, mọi người nói đi à, muốn bao nhiêu cái à? Cầm xa đó. Xin lỗi. Bắt đầu có dò hết cảm giác rồi mà đúng rồi. Đúng rồi, lại may quá. Đó, đúng rồi, đó. Trời ơi, Nam Trà có rất nước khiếu luôn. Em dễ, đúng rồi. Mắt là đậu dược. Quay qua. Bạch tuộc. Ba. Mực. Bạch tuộc. Biển. Ba tư. Con bạch tuộc. Đúng. Ủa, phải đúng như vậy luôn á mọi người. Này đi, này dễ nè. Này sao? Ai, từ từ, đó. Đúng rồi. Anh vẽ cái mặt nước ở trên này nè. Kìa. Cái gì? Tàu chân vịt. Tàu cánh ngầm. Tàu ngầm. Yeah. À, thấy chưa? 5 4 3 2 1 hết giờ. Đây, con bạch tuộc đúng nè. Tàu ngầm, rồi bộ râu. Đó. Điện thoại di động đúng. Ly trà sữa, cái này đoán nhanh nhất nè. Đây, cái bàn chân là cái đơn giản mà tưởng sao mất nhiều thời gian nhất. Mất hay là anh Xuân Tiến đó. Xuân Tiến đó. Dành 6 triệu đồng. Lo lắm luôn. Xin mời đội tiếp theo, đội lo lắm luôn. Lo nha. Bên đội đời thì để cho hai người phụ nữ này vẽ. Dạ. Mà giờ có vẽ tranh không em? Dạ có, hồi cấp 1 vẽ nhiều. Dạ. Gần ghê ha. Dạ, giờ cấp 3 mấy 40. Em là cái bạn hả? Bên kia Lâm Thắng hả? Dạ. Lâm Thắng thương em á chứ. Thân em mà nhảy lên là tứa máu liền. Tại vì sức nặng của em á. Dạ. Nó trì xuống cái đôi bàn chân. Mở chảy ra liền. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rồi, thời gian bắt đầu. Cái gì vậy? Lại lên. Từ từ. Đúng rồi. Đồng hồ. Cái lá sen. Rồi quay qua coi. Lá sen. Không, đừng có nghe mọi người. Đồng hồ, lá số. Rồi. Đồng cái bánh đường đó, cái bánh xe. Chính xác. Than. Từ từ. Tôi như đứng trên đống lửa ta. Anh đốt nhạc á. Chính xác. Tôi gì đứng trên đống lửa đó mọi người. Anh hoạt động đi cho nó nguội bớt. Chết à. Cái liệu. Mấy chữ. Cái vọng. Cũng vậy á. Cũng vậy á. Vọng. Vọng cái. Cái. Chiếc vọng. Chính xác. Hồi nãy tôi chơi tôi chỉ nhìn hình thôi. Không có nhìn ai hết á. Đúng rồi. Chỉ chăm chú nhìn thẳng vào cái tấm bảng thôi. Đúng rồi. Tâm mình chỉ vô tấm bảng thôi. Nhìn đón nha. Mấy chữ lá rộng gì gọi. Đọc kỹ. Ba lá. Thuyền ta là kìa. Thuyền ba lá, xuồng ba lá. Chính xác. Trời ơi. Nhưng bây giờ mà coi vẽ mà mất cười. Khinh khí cầu. Hay quá, hay quá. Vậy mà ơi, đúng rồi. Trời ơi. Vậy cái vợt vô. Đúng rồi, mà có vấn đề. Ở trên là cái gì đó, đó mặt trời à. À cây bóng bàn. À quả bóng bàn. Lơ chính xác. Chứ cái lỗ mũi cái nè. Rồi, à, nè nhìn nè, nhìn kỹ. Trà sữa. Anh nè. Đồng tiền. À, má lúm đồng tiền. Má lúm. Bóng. Lúm đồng tiền. Chính xác. Tiền lên. Lên. Cái gì vậy? Không đoán được đâu. Rồi đưa coi, quay qua đoán thử coi.
Thôi. Con đà điểu. Không có cổ. Con thiên nga. Con hồng trang. Con hồng trang. Ông ông hạt. Chưa hồng hạt à? Chim hồng hạt. Hết giờ. Rồi mình kiểm lại nha. Cái con chim hồng hạt là cái mà anh thấy khó nhất. Vậy mà Thắng đoán ra lấm đồng tiền đúng luôn. Quả bóng bàn đó. Xuồng ba lá. Khinh khí cầu. Cái này đoán rất nhanh luôn nè. Nó nhạc nhanh luôn. Nhạc quá nhanh. Chiếc giọng. Chiếc giọng đúng. Bánh xe đúng luôn. 8 triệu đồng mấy đứa em ơi. Tiếc là tụi em hết ham cái tiền thưởng. Mà chỉ sợ cái phần phạt thôi. Đúng rồi. Hồi nãy người ta cười cợt mình à. Thì bây giờ đến lúc mình cười ha 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 vô mặt người ta trở lại nha. Em hy vọng đợt này là đội bạn ăn 5kg ớt à. Đúng. Thôi thôi. Mời các em về chỗ. Mà nói một Hàn Quốc nha. Thì nào ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Em ơi không sao. Hình phạt dành cho các em ở cái đội sống nó mang cái tính hành động. Dạ. Đứng hay chạy. Mình chạy trên thảm gai hay là vỏ sầu riêng gì đó. Còn đứng. Đúng. Đứng là đứng, đứng bằng trong mấy em. Đứng là đứng, đứng bằng trong mấy em. Đứng trên bằng trong. Chọn đi. Chạy. Chạy. Như vậy là đội sống quyết định chọn hình phạt là chạy. Các em thân mến, ở đây có sẵn một cái thảm êm ái mượt mà như gai. Mượt mà như gai anh. Các em sẽ đứng lên trên cái tấm thảm mượt mà này và sẽ tập những cái động tác như sau. Thứ nhất, chạy bước nhỏ. Thứ hai, nâng cao đùi. Thứ ba, gót chạm mông. Anh ơi, cho em một cái chạy nữa được không? Chạy gì? Chạy ra nhà xe lấy xe chạy về được không? Muộn rồi, tất cả các cánh cửa của trường quay đã bị bịt kín. Đội văn nghệ của trường ơi. Khi nào chúng ta dừng hát thì bên kia mới dừng chạy. Mời các bạn bước vào tấm thảm êm như gai này đi. Wow. Đau nghe, đau nghe. Chuẩn bị. Âm nhạc. Xin mời. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. Chạy bước nhỏ nào. Chạy bước nhỏ, chạy bước nhỏ chứ không phải đi. Chạy lên chào. Chạy lên bờ bay. Chạy nâng cao đùi. Nâng cao đùi. Chị ông đâu. Chị mày đi đâu đi đâu. Gót chạm mông nào các bé. Gót chạm mông. Hết nhạc có nghĩa là giờ tập thể dục của chúng ta đã hết. So với hình phạt ăn tắc nuốt chua của đội bên kia khi nãy thì hình phạt của mình thế nào? Em cảm thấy đây là một hình phạt nhân văn á anh. Nhân văn à? Dạ. Nhân chỗ nào, văn chỗ nào? Nhân cái nỗi đau lên á. Văn cái miếng da, cái biểu bì. Coi như là các bé đã vượt qua cái giờ tập thể dục đầy chông gai này. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ dành cho đội nhà các bé cũng như đội bên kia có một chút xíu thời gian nghỉ giải lao, hồi phục sức khỏe để chuẩn bị bước vào vòng thi quan trọng cuối cùng nha. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Tranh Tài Đoán Ý và đây là vòng thi thứ 3. Vòng này có tên là Khẩu Hình Đúng Ý. Vòng 3, Khẩu Hình Đúng Ý. Mỗi đội có 2 lượt chơi, có 10 chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có 10 từ cấm và 5 từ thắng. Mỗi đội sẽ chia 3 thành viên đứng ở vị trí đoán, 1 thành viên đứng vị trí gợi ý. Nhiệm vụ đoán được 5 từ thắng. Nếu gợi ý bị trùng 15 từ khóa hoặc đồng đội đáp sai thì cả 3 sẽ bị phạt. Đáp án được ghi nhận là đáp án đầu tiên từ 3 thành viên ở vị trí đoán. Thời gian 3 phút một lượt. Mỗi từ thắng đoán đúng sẽ được nhận 3 triệu đồng. Tổng giải thưởng vòng 3, 30 triệu đồng.
Đội nào đoán đúng từ thắng nhiều hơn mới được lấy số tiền tích lũy ở vòng 3. Các bạn đã rõ luật chơi chưa? Dạ. Dạ rõ. Và bây giờ chúng ta hãy xem coi bộ chủ đề ngày hôm nay là gì. Mỗi đội sẽ chọn cho anh hai chủ đề. Ở đây chúng ta có những chủ đề như sau: thần tượng giới trẻ, rời khỏi trái đất, ông vua sân cỏ, độc lạ thế giới, lấp đầy bao tử, tay đua tốc độ, đưa nhau đi trốn, những người hàng xóm, bí quyết sinh tồn, nóng quá quá nóng. Đó là 10 chủ đề mà chương trình đã đặt ra. Tụi em là những người đam mê tốc độ đó, nên thôi tụi em chọn lấp đầy bao tử đi anh. Ủa vậy? Như vậy là phải đam mê ăn uống mình. Dạ, đi ăn lẹ lẹ. Ăn và đi, phải đi, lẹ, đi, đi như anh, lẹ. Đi cho lẹ. Tốc độ đi ăn. Đúng. Bây giờ mình ăn no mình làm gì ta? Ăn no mà không có tiền trả thì thôi mình đưa nhau đi trốn đi. Hợp lý. Ý nghĩa, ý nghĩa. Còn bên đây, thời tiết nóng quá rồi, nóng quá quá nóng rồi. Là chủ đề của em luôn hả? Em rời khỏi trái đất. Như vậy là mỗi đội chơi đã chọn cho mình những chủ đề. Vòng trước đội nhà mình thắng đúng không? Dạ. Cho nên mình sẽ thi lượt đầu tiên nha. Wow. Ai sẽ là người diễn tả nè? Không hiểu. Diễn tả thôi cho người thông thái nhất đi. Bậy 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 kêu bằng mũ dải lá chịu đòn á. Đó. Cứ lên đi, bị phạt vài lần là biết à. Thôi. Còn tụi em đoán là đoán thoải mái. Đoán sai bị phạt. Chủ đề đầu tiên của mình đã lựa chọn là lấp đầy bao tử nha. Mời Trang nhìn lên màn hình. Dạ. Bắt đầu. Cái mình đập ra mình hút rột rột rột. Không bị lộn. Không bị lộn. Hồi nãy á mình bị phạt, mình có thể là quỳ lên cái gì á. Trái gì mà mọi người ăn, có người thì có từ ăn, dính từ ăn. Từ ăn. Từ ăn. Bật, bật lại đi. Bật. Mình bớt gợi ý đi. Gợi ý gì mà bắn quá bạn à. Cái cháy. Cái cháy. Cái cháy. Cái cháy. Cái cháy. Có cái cháy. Cái có chữ cái mà. Cái gì mà Lâm Thắng bơ hởm bán. Măng cục. Trời ơi. Sầu riêng. Chính xác. Rồi. Mình ra ngoài lề đường. Lề đường. Trời ơi. Trời ơi. Mình thường mình uống cái gì? Uống cái gì nè? Nước mơ. Chính xác. Cái gì? Cái gì? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, lật lật kiếm gì? Lê được. Sai. Sai. Sao mình lật lật kiếm cái gì mà hai từ? Lật lề đường. Sai. Con từ mà. Mình bàn nhau trước đi rồi mình đang tranh. Nhanh lên. Lật lật kiếm là hai từ. Cái từ sau đó có... Bỉ hè, bỉ hè. Chính xác. Thôi, mệt quá. Ăn mà có hai từ. À, nó làm từ gạo. Hết giờ. Con nè, con Gia Linh nè. Anh thấy Gia Linh bị bắn vào tóc. Nó xù ra. Anh biết không, nắm mà bắn. Anh níu cái áo em gì luôn nè. Tại đây, Gia Linh là tóc nó dài. Xin lỗi. Đây là lượt đầu tiên thôi, mình chưa có kinh nghiệm. Lượt sau, mình nên đổi người diễn tả. Nhưng mình đã được 4 từ khóa lận nha em. Về sấy tóc lại con, về vũ tóc lại. Mời đội sống. Sống ơi. Cẩn thận. Nhìn hết nguyên một lượt. Cẩn thận. Cho con Trà diễn tả đi. Mình coi thái độ kia chơi rồi. Mình cảm giác làm sao nè? Thấy sợ. Thấy ra. Sợ nha anh. Sợ hả? Sợ thiệt á. Anh lon tiếng nhất á. Tiếng nó nhỏ. Thổi một cái tiếng nó văng lên trên kia luôn. Văng trời. Văng trên tường á. Tự nhiên qua câu sau giờ mấy tiếng ngồi trên bóng đèn á. Rồi. Mời các em vào dạ, vị trí. Dạ. Đang qua đây. Đội sống chọn chủ đề đầu tiên là nóng quá quá nóng đúng không? Dạ. Chú Bi, từ khóa. Chè lại, thủ lại. Bắt đầu. À... Remote. À, remote. À, bấm à. À, phạch, 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 phạch. Máy lạnh. Phạch, 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 bấm, bực. Máy quạt. Sai. Ghim cái dây quạt điện. Ừ, chính xác. Trời ơi. Mấy từ? Không phải cái quần. Đánh đi. Mấy từ? Nói mấy từ. Ơi nó thổi mạnh quá hả? Quăng gì? Không phải quần. Áo à. Ai chà, áo nào mà là áo à trời. Áo bơi, áo bơi. Áo, áo phao. Áo tròn. Từ từ. Miêu tả. Áo lưới. Áo khoác.
Khoan, hai ba cái đáp án nó trùng nhau, nói lại. Áo lưới. Chính xác. Máy tàu trước, máy tàu trước. Hai. Bật cái bếp lên nè, cái mình à xèo. Đói bụng quá mình vậy nè, bụp bụp xèo. Chiên trứng. Ừ, chính xác. Cái mình đi, cái mình á, u trời ơi, nóng nè. Ô cái mình đe, coi chuyện đó không ạ? Đen nè, cái mình u chà. Nghe. Áo trong nắng. Ninja Lit. Phải trong nắng. Yeah, đúng rồi. Kìa bên kia bay. Rồi. Ok sai. Diễn trả lại đi lên. Mấy từ. Ba. Quá đã. Nước dậy khác. Uống. Năm. Bốn. Ba. Nước đã. Một. Uống nước lạnh. Rồi tới đây. Đá là ta diễn vậy. Nhưng mà nè em ơi, em phải nói ra chứ em không thể nào mà cứ ú ảo ớ gì được hết trơn á. Tại vì biết bao nhiêu từ em muốn nói nó có trên đó chứ. Cũng được 4 từ khóa chứ tỏi gì. Wow. Rồi về chỗ. Mời đội đời. Chủ đề mà đội mình đã lựa chọn ở lượt thi thứ hai đó là đưa nhau đi trốn. Thi làm sao thi, chứ đừng để anh hơi thi xong rồi bốn đứa đưa nhau đi trốn thiệt nha. Yên tâm, em đã nắm được chơi rồi, em sẽ phát huy. Ok, mời từ khóa xem nè. Ta sợ quá Thắng ơi. Đó, bắt đầu. Đi bắn rồi. Có chưa đi rồi, có rồi. Alo. Tụi mình nè. Đi bơi. Bắn ơi, từ mình bắn bắn. Tụi mình là gì nè. Đi múa. Bật cái gì? Hai từ hả? Bật cái gì? Lửa. Từ. Đi đâu? Thì ghép vô, từ. Nhóm lửa. Từ, dội vàng. Hai chữ. Mình phải suy nghĩ bảo là. Nó là cái từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt. Ba lô. Đúng rồi. Chính xác. Ba chữ. Mình chạy xe phải có cái này luôn. Xe đâu? Từ khóa. Quên. Chạy thôi. Không có cái này là không có cái này vô. Ê, vô đây. Này hả? Không phải cái này. Dây an toàn. Phải. Sai. Trời. Giấy tờ xe. Sai. Trời ơi. Gần đúng rồi đó. Bằng lái xe. Đâu rồi. Trời ơi. Hai chữ. Đi một cho phút. Ra đi. Dính đi. Bị đuổi. Đi. Gần đúng rồi Bảo. Gần đúng rồi Bảo. Đuổi đi. Đỡ đi. Đi vội. Đi luôn. Dần cư. Bị giải gì? Giải trốn. Năm. Giải gì? Giải đi. Giải cho bắn. Đuổi chạy. Trời. Giải kìa. Trời ơi. Giải hả? Hết giờ. Trời ơi. Nó thổi Gia Linh với Hồng Trang xuống ghế luôn. Bắn hai bà kia kìa. Rồi đây. Chấp quá rồi. Bắn nhiều ra bắn đi. Thầy đi ra cứu tôi à. Rồi đội của mình diễn tả và đoán được ba từ khóa. Mời đội sống. Đợi nè. Gán nha. Cái đầu ơi, từ nha, suy nghĩ thiệt kỹ nha. Mình nhìn nhau trước nha. Em có kinh nghiệm rồi, đúng rồi. Biết vậy bận đồ cổ trang đi, có tay áo tao che. Chủ đề thứ hai của đội mình là rời khỏi trái đất. Dạ. Cố gắng lên, từ khóa dành cho em. Bắt đầu. Lấp lánh. Sao chổi á. Nắng quá, cái gì nắng quá. Mặt trời. Ba từ là làm việc ở trên. Cái gì á? Ngoài không gian. Trời. Trời ơi. Nói đi em. Nói đi anh thì không có ra đâu. Nói đi. Làm nghề ở trên cung trăng. Ba từ. Phi hành gia. Ông ơi. Hay quá. Ơi, hay. Còn cái gì? Ba cái gì phi hành gia tức. Hai từ. Rồi. Phóng lên. Tên lửa. Chạm vũ trụ. Không.
Hai từ. Hai từ. Không cái gì lên. Qua xà. Để quan sát, để quan sát. Không có cái gì tên là qua xà trơn á bác. Tổng là cái gì lên để chụp hình? Hai từ. Thiên văn. Không. Cái đó đó. Trời ơi, cái gì nè? Cái gì? Nè, con người mình bay lên. Rồi phá. Trời ơi, chính từ. Ủa có hả? Có hả? Có. Là có cái từ đó đó, có từ đó trước nha, cái từ đó đó. Rồi xong. Cái này là không có điểm tựa nè. Không có điểm tựa. Bay lao động. Dính chữ công. Dính kìa, dính chữ công kìa. Nhưng mà đúng cái từ đó đó. Là cái gì nãy mới nói đúng không? Mới nói bay bay lơ lửng. Ừ đúng rồi. Chính xác. Con thoi vô. Rô, rô. Trời ơi. Phóng lên, phóng lên. Chụp hình. Ủa, cái đó gọi là cái gì? 3 à, 2 2 hả? 2 1 Ờ à, dạ, cái gọi là cái gì đó? Ba. Hết giờ. Ra đây rồi nói cho nghe, cái này là cái vệ tinh. Vệ tinh à. Về chắc em chăm cứu anh ơi. Sao vậy? Tại nó phà phà vô cái ót á anh. Tê cứng cái cổ hết trơn rồi. Ờ trời đó thiệt luôn á. Đụng nhẹ thôi mà gió lên bầm tím. Đội của mình được tới 4 từ khóa rồi. Như vậy là sau 2 lượt thi, đội của mình tổng cộng là 8 từ khóa. Wow. Và đội đời thì có 7 từ khóa. Yeah. Như vậy có nghĩa là mình sẽ được hưởng cái phần tiền thưởng của vòng đặc biệt này. 8 từ khóa. Vị chi mình có được 24 triệu đồng. Chúc mừng đội sống. Mời đội đời ra đây cùng với anh. Sau chương trình ngày hôm nay, các bạn thấy thế nào về cái sự hiểu, ăn ý giữa những người bạn với nhau? À, thì em thấy là có những người mình tìm ra được là wow, những người này sao lại hiểu mình quá. Và những người mình tưởng là hiểu mình quá lại không hiểu mình. Ủa em mình xuống tiếng nói câu đó đó hả? Dạ thật sự đó, giờ anh em cũng chơi chung nhau nhiều đó, nên là mình cũng hiểu là độ ăn ý với nhau. Còn Nam Trà thì em cũng mới làm việc đây thôi, nhưng mà không ngờ hôm nay Nam Trà lại là em lại là cảm giác hiểu nhau hơn nè. Còn em với Buddha thì sao? Buddha mình lúc được lúc không. Lúc được lúc không. Không, em nghĩ thì ba tụi em không hiểu Buddha và bố ba cũng không hiểu ba tụi em. Dạ. Nói chung dạ. là cái tín hiệu chập chờn. Trời dạ, người ta giúp cho thắng rồi còn hiểu nói người ta vậy nữa. Dạ. Trời ơi. Còn đội bên mình sao? Ủa sao Linh mặc quạo vậy em? Mặc quạo vậy? Em á là từ từ là trước khi mà em vào đây em chơi á, thật sự em rất thương Bảo. Dạ từ sau chương trình này. Em không tình thương chị nữa. Em chắc em có bớt, mình lâu đi mất dạ, lòng nhiều. Em bớt thương dạ thật sự. Sau 3 vòng thi đội đời, cái số tiền thưởng mà các em nhận được nó cũng khiêm tốn, nó nhẹ nhàng thôi. 9.500.000 đồng. Bên đây nhẹ lắm cưng, 32 triệu. Wow. Cảm ơn tất cả các em ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình Tranh Tài Đoán Ý. Và qua chương trình này chúng ta đã có với nhau những cái giây phút thật là vui. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Tranh Tài Đoán Ý hàng tuần vẫn đến với quý vị vào đúng cái khung giờ này, 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3, chương trình cho đài truyền Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa cũng như là tất cả các anh em có mặt ở đây xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.